không phải là trên cây, cũng chẳng nằm dưới đất, mà ngay tại đây, nơi rừng già có những tảng đá trong một cái khe suối trên đỉnh núi, thì những cây lan này nó đang trú ngụ và sinh tồn rất là mãnh liệt ở trên những cái vách đá. Cả nhà ạ, tình cờ ngang qua đây thì em sẽ đi quay một vòng để cả nhà mình cùng ngắm những cây lan ngoài tự nhiên. Và đây, ngay trước mặt đây, rất là nhiều những khóm lan mọc trên tảng đá rất là to. Và nó cũng đang có những cái cẩn hoa màu trắng, rất nhỏ thôi, nhưng mà nhìn cũng khá đặc sắc, lạ, độc lạ. Đây hình như là lan tai dê. Nó có những cái củ này, đây, củ của nó này, lá này. Nhìn xa xa tưởng là lọng, lại gần thì không phải, đây là một dòng lan khác. Và những cái bộ rễ của nó ăn rất là chắc trên những cái tảng đá ở trên núi cao. Đấy. Bây giờ mình mà bê được cái này về chơi thì thôi đấy, làm tiểu cảnh sân vườn thì đúng là không còn gì bằng nữa. Đó. Không cần phải là những cái loài lan nó hot ở trên thị trường, không phải là những dòng lan giá trị cao. Nhưng khi mà mình biết cách tạo cho nó một cái không gian đẹp, cũng như là mình trồng lên nó tươi tốt, đặc biệt kiểu như ở rừng như này, thì nó sẽ có giá trị tinh thần với mình rất là lớn. Theo em nó là như vậy. Còn bây giờ thì mời cả nhà cùng đi lên phía trên nhé. Phía trên kia thì hình như là có rất là nhiều những cây long nhãn, một loài lan hoàng thảo, với những cái chiếc lá và thân rất là đẹp. Đặc biệt hơn thì dòng lan này hoa màu vàng rất là đẹp, nó giống như kiểu là phi điệp vàng đấy cả nhà. Đây này, ở dưới này có một khóm rất là to này, long nhãn này. Đấy. Đây là thân của nó này. Đấy, thân lá thôi cũng rất là đẹp, dễ này. Nó bám chắc chưa? Đấy. Dễ này, trắng phau. Đây, cây rất đẹp. Và đã thắt ngọn rồi. Khi nào rụng hết lá thì sẽ ra hoa. Cái dòng này hoa cực đẹp luôn đấy các anh chị ạ. Và ở phía dưới này có một cái hang đá này. Không riêng gì dưới này đâu. Cái núi này em để ý là có rất là nhiều những cái hang đá sâu, nhưng mà em không dám vào. Nghe những người làng dưới kia nói thì ở đây là những cái khu căn cứ quân sự của ngày xưa ấy. Thì ở trong những cái hang đá thì vẫn còn những cái đầu đạn, và cũng như là có những cái mũ của Mỹ ngụy ngày xưa ấy, bỏ lại ấy. Thì em không dám vào. Hôm bữa em còn nhìn thấy một cái thùng phi hình như là chất độc màu da cam để lại trên phía trên kia kìa. Và ở đây thì có một cây long nhãn nữa này. Ở đây thì là có một cây đu đủ rừng nhá, cây thuốc ấy. Đây là cây đu đủ rừng này. Đó, cây này vừa là chơi lá cảnh vừa là cây thuốc. Trên hội lá cảnh họ cũng có một số người họ bán cây này này. Và một số người mua cây này về chơi này. Đó, đu đủ rừng. À, đi lên đây. Ở đây có những cây bám trên lá này, trầu bà lá xẻ này. Đó. Trầu bà thường này, đó. Ôi, những cây long nhãn kìa. To chưa anh chị ơi? Nhà mình ơi. Nhưng mà chỗ này thì vách cao rất là khó lên. Thế thì phải leo từ bên này qua thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đi rừng này các anh chị này, trong túi này chuối này đấy, đói thì ăn đó. Bữa nay hết tiền rồi, mua ấy rồi, bây giờ chỉ cần đủ tiền mua chuối ăn thôi. Đây long nhãn này nể thật ấy chứ, sức sống của bọn này nó
kinh khủng thật ý. Vì thế thì mình chăm lan rừng thì nó dễ hơn lan công nghiệp nhiều. Ôi trên này nhiều lắm này. Khả năng là lúc nào dành hãy về chia sẻ cho các anh chị. Và cũng chia sẻ thêm với cả nhà là ui cây này, cả nhà mục này leo lên lớp rất là khó khăn đấy. Vừa nãy đang nói dở và cũng chia sẻ thêm cho cả nhà thì lần đầu tiên em gặp long nhãn ở rừng núi Yali, Gia Lai nhá. Ngày xưa em có gặp một lần ở trên khu vực vườn quốc gia Chư Mâm Ray, nhưng mà nó thuộc tỉnh Kon Tum. Đây là lần thứ hai em gặp. Thì đây là nó ở rừng Yali, Chư Pả, Gia Lai. Đó. Này thân đẹp chưa? Nhìn thân lá thôi cũng thích rồi. Bộ rễ này. Úi trời. Cây con này. Đó. Chứng tỏ là nó những cái to này nó ra hoa rồi, nó đậu quả, sau đó hạt nó bay lên những vách đá, nó lại mọc ra tiếp này. Những cây lan trên vách đá này. Quá nhiều lan trên vách đá. Quá nhiều luôn. Đi tiếp nhá. Cả nhà nhá. Đây này. Đó. Đẹp chưa? Đó. Nhìn qua bên kia đã thấy sướng chưa? Toàn lan là lan thôi. Lên trên này xem nào. Kìa. Có những cây long nhãn rất là to. Rất là to luôn đấy anh chị. Đây. To chưa? Một số lá này đang úa vàng rồi. Úa vàng không phải là mùa khô đâu, không phải vì mùa khô đâu, mà bởi vì nó là mùa nghỉ, xuống lá, rụng lá mới ra hoa. Đây, cây rất to. Đẹp thật. Đây nữa này. Đây. Nhìn rất là đẹp luôn. Đây, đây. Ui, lan, nhiều lan thế. Bên này nữa. Trèo qua đây nhá. Đây, cả nhà. Đấy, em vừa trèo qua đây. Đây, cây to chưa? Tốt chưa? Đẹp chưa? Đó. Bên này nữa này. Và cả vách bên này nữa. Quá là đẹp. Đây nữa này, lan này. Toàn lan và lan. Ui, dưới chân này cũng có này. Quá nhiều lan trên vách đá. Ô, hình như trên kia có bụi gì kìa, giống bụi kiều chứ kìa. Hình như là bụi kiều. Không biết là mỡ gà hay là kiều vuông. Nhìn xa thì chưa xác định được. Giờ đi thử lên cái gỗ mục này coi sao. Sập là thôi đấy, toang luôn đấy. Nhưng mà không sao đâu. Thường những cây rừng là nó có lõi ở bên trong. Rất là chắc chắn. À, kiều mỡ gà cả nhà. Có một bụi kiều mỡ gà ở đây. Này, long nhãn này. Đó. Quá là đẹp. Đẹp chưa? Được một bụi kiều rồi. Lên đây xem nào. Trên này có gì vui không? Đây, lan nhiều lắm này. Lá trầu bà này, khu này dày đặc luôn. Để tìm cách leo lên cái vách đá này nhá. Rồi, lấy được rồi cả nhà. Quá là nhiều lan luôn này. Khủng khiếp. Lâu lắm rồi chưa quay video về lan. Hôm nay thì mới có dịp. Và phía dưới này có một cây
kiểu mỡ gà này. Đây là một loại kiểu rất đẹp nhá. Thân nó vuông như kiểu vuông. Nhưng mà mùa khô này thì thân nó teo tóp lại này. Màu hoa cực kỳ đẹp luôn đấy. Dòng này thì lâu lâu mới gặp thôi. Đây, đứng ở nó rất cao. Hồi nãy ở tít dưới kia. Leo lên tận trên này rồi này. Lan không là lan. Hiểu lan chưa? Mãn nhãn luôn. Ui, những khối đá này. Chỉ có thể vào rừng mới gặp được những khối đá như thế này thôi cả nhà. Toàn những khối đá voi. Rất là hùng vĩ. Quang cảnh thì hoang sơ luôn. Một mình giữa núi rừng đây. Bây giờ thì em sẽ đi xuống nhá cả nhà nhá. Nếu mà tí nữa chiều vòng về mà có thời gian thì em sẽ hái một ít về. Còn đâu những cây nhỏ thì sẽ gửi lại. Mà nếu mà không có thời gian thì hẹn hôm sau. Hôm sau có thời gian hơn thì sẽ quay lại đây để hái những cây lan rừng này về cả nhà nhá.